ព័ត៌មានមួយទៀតបាទថាតកតងនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងបាទគឺថាមិញភ្នំពេញឥឡូវមកកំពង់ឆ្នាំងវិញគឺថាសវត្ថិកិច្ចបាទឃាត់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ដែលជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានោះថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនៃការបាក់បអគឺថាបាក់បអជួញដូរគាត់ថាផ្លូវភេទច្រកក្រមស្លាកផ្ទះសំណាក់និងផ្ទះជួលលោកពេញវិបុលបរិញ្ញាអមសាលានៅបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានធ្វើការដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះតែម្ដងធ្
tool chan chop chất tại miền tây tăng sát nơi khnông phum đam bọc bel khom thọ ắt sập cầm bông trò lạt nơi bị liêm mao ở bờ muôn sam sập nơi tì bật ngay tìm ở mà phải mua xe hàm sau mấy ní nơi khnông khạch cầm bông chân năng hai cơ bản thôi cả khót luôn mà chặt chỉ phải bờ bồn pin nhé nên là đi đường xin phép phép dùng đồn bồn nhẹ xem xem tiện thì chỉ sạt cả bọc sạt cách để bạn thôi làm cả về ngày sau mấy nơi tì tăng tiền sầm nạ nâng tiền chùa buồn cả lái đài cầu chờ đây là bà sạ để tiền sạ nâng tiền chùa nếu khi tha bạn luôn bọc bọc là bò rồi xin chuyển đồ phép